xin chào anh em cùng tất cả quý anh chị bạn đang xem kênh YouTube của Bình. Hiện tại là Bình đang có mặt tại thành phố biển Nha Trang, và Bình sẽ đi hết cả cái thành phố Nha Trang này để quay, và chủ yếu ghe tàu ở Nha Trang là chính. Và chắc có lẽ là sẽ có một vài video về một vài điểm tham quan du lịch ở Nha Trang nha anh em. Thì tại cái nơi Bình đang đứng đây chính là cái khu vực gọi là sớm Hà Re. Bên này là sớm Hà Re ha, tại kia là khu vực cầu Hà Re, và phía đằng ngoài kia là cầu Trần Phú. Thì sở dĩ mình sẽ quay ở đây một video bởi vì ở đây lúc trước thì họ làm biển cũng rất là nhiều, khoảng tầm 5-7 năm trước thì Bình đã vô ở trong cái làng Hà Re này nè, là Bình đỡ Bình tìm những chiếc ghe lớn đó, anh em. Bởi vì ở Khánh Hòa, Nha Trang họ làm những chiếc ghe lớn, làm ngờ lớn trước Phú Yên của Bình. Cho nên là khi họ lên những chiếc ghe tầm 20 mấy mét đó, thì những chiếc ghe tầm 10 mấy mét họ sẽ sang nhượng lại. Nhưng mà bữa nay Bình tới thì ở khu vực này nó rất là ít ghe. Hình như là họ đã nghỉ bớt rồi, không còn nhiều ghe tàu nữa. Nhưng mà ở đây loáng thoáng cũng còn vài chiếc nè anh em. Có chiếc ghe khoảng tầm 20 mét. Và chiếc rút trũ này tầm 17 mét, nhưng mà đóng cái dàn lầu dễ sợ luôn. Dàn lầu 3 tầng cabin luôn. Thì mình thấy thích thú quá, cho nên là quay một clip về chiếc rút trũ này cho anh em xem. Đấy, chiếc rút trũ nhìn tầm 17 mét thôi, nhưng mà ghe nhìn rất là ngầu, rất là cứng cáp anh em. Đấy, sau lưng Bình đây, ghe rất là cứng cáp và nhìn ngầu lắm. Nhìn cái cabin nó là ngủ sướng luôn á. Anh em ở trên ghe là sinh hoạt thoải mái luôn. Rút trũ có hai súng phen, có dàn đổ rồi rất là bài bản. Đây, mình đi một vòng để quay lón thón quanh cho anh em xem. Cái xóm này là ngày xưa người ta làm biển rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ họ nghỉ dần bớt rồi. Đời sống kinh tế thay đổi cho nên là họ nghỉ rất là nhiều. Còn sót lại một số ghe thì làm cái nghề nhỏ, không có lớn giống như ngày xưa mà lúc 5-7 năm trước mình vô nữa. Có lẽ là Bình quay ở đây một clip rồi Bình sẽ lên khu vực sớm bóng ở trên kia. Khu vực này gọi là sớm Hà Ra. Bình nói vậy để cho anh em trong clip dễ hiểu hơn, chứ này nó cũng có tên phường rồi rõ ràng. Đấy, có chiếc rút trũ làm cho Bình rất là lôi cuốn, thích thú muốn quay lại chiếc rút trũ này. Chỉ có điều là hình như là ghe neo nghỉ cho nên là mình không có bơi ra ngồi đó được. Thì Bình sẽ dùng flycam để bay một vòng và quay về chiếc rút trũ cho anh em xem. Ngày xưa sớm này là sớm lụp xụp mà bây giờ họ lên nhà lầu hết rồi. Đời sống kinh tế thay đổi cho nên là họ chắc có lẽ họ nghỉ biển, không còn làm biển nhiều nữa. Còn ở Nha Trang thì ghe tàu nhiều nhất là chủ yếu là ở dưới cái khu vực Hòn Rớ với là Cửa Bé. Nhưng mà có lẽ là một số ghe ở đây họ cũng neo đầu ở dưới cái khu vực cảng Hòn Rớ anh em. Thì Bình đi tất cả các cái làng chài, tất cả các làng biển. Có nơi thì ít ghe, có nơi thì nhiều ghe. Chứ không riêng gì những Bình tới những cái nơi nhiều Bình mới quay. Thì Bình sẽ ghi lại hết tất cả các cái làm biển mà dọc trong cái cuộc hành trình Bắc Nam của Bình để quay lại cho quý anh chị mình xem. Ở đây họ cũng làm những cái ngờ, gọi là ghe ngờ nhỏ nè anh em. Đó, những cái ngờ ghe nhỏ gọi là ghe lồng lờ đồ này kia. Đó, như chiếc này là hình như là chiếc ghe lờ nè, đấy. Chiếc này hình như là ghe lờ nè anh em. Ghe lờ có mấy kéo á. Ba chiếc đây là làm lờ hết. Đó, có mấy kéo để quay lờ. Còn mấy chiếc ghe kia còn bé tí tẹo hơn nữa. Ở đằng xe kia có lẽ là mấy chiếc ghe mành. Có chiếc ghe kia chắc đi bà gù nè, đi ghe câu gù, có trong điện rồi. Phía bên làng còn ghe nhỏ ghe mành không à. Mấy chiếc rút trũ là có lẽ là bán đi một số địa phương khác và họ không còn làm biển nữa.
Ngày xưa là ở khu vực này họ làm rút rũ ghe cũng không hẳn là nhiều, nhưng mà ghe cũng rất là lớn, cũng tầm vài chục chiếc ghe rút rũ dạng lớn. Có lẽ là bên phía bên cầu bóng phía bên kia thì nó hấp dẫn hơn. Và phía bên kia nó có hai cái làng đóng ghe nha anh em. Mình sẽ đi quay luôn cả hai cái làng đóng ghe đó luôn cho anh em xem. Đây ở tại Nha Trang nè, keo ốc nhà lầu gì quá trời luôn. Sáng giờ mình đi là không biết mà qua bao nhiêu khu du lịch hoành tráng hấp dẫn lắm anh em ơi. Đi một chuyến rồi về chở vợ con đi chơi cho biết. Hiện tại là mình đi quay cho nên mình chỉ đi có một mình thôi. Dọc mấy cái khu xóm này bây giờ người ta làm bờ kè nhìn rất là đẹp, rất là hoành tráng. Ok, nội dung chính vẫn là chiếc ghe rút rũ này rất là hấp dẫn đối với mình. Thì ở gia đình mình là đã từng làm rút rũ cả mười mấy năm á, cho nên là khi bắt gặp những chiếc ghe rút rũ này là rất là thích, muốn quay lại cho anh em xem. Ghe hai tầng lầu, ba tầng lầu luôn, nhìn rất là đẹp. Đóng khỏe cái lái mạnh mà cái mũi hơi thấp đúng không anh em?